Rồi bài số 3 ha các bạn. Bài số 3 nhé. Rồi bài số 3 ha, chiến tiếp. Này tuy nó đề thi cũ nhưng mà miễn trùng đề là mình tốt à, không cần biết. Tại vì nó giống nhau, nó có dẫn ra nhìn thi máy tính là càng gì càng dễ ra đề cũ nữa. Tại kỳ thi máy tính cái nội dung quá nhiều, mỗi người mỗi thi mỗi đề mà. Ngày nào cũng có ngày thi mà. Thì vẫn có đề mới bình thường các bạn, nhưng mà thầy nói cái khả năng đề cũ nó ra khả năng nó cao hơn. Rồi nói chung ai là mình không 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 có chừa đề gì nha, cứ giống là làm hết. Cái bảng và cái biểu đồ Hallgraph bên dưới thì cho ra thông tin về đọc y chang luôn, lý thuyết luôn. Đưa ra thông tin về việc tham dự cinema, có nghĩa là đi đến rạp chiếu phim, coi phim đó, tại Úc trong thời gian là 94 đến năm 2002. Thì ở đây nó lại là cái bảng, tuy nó là cái bảng nhưng lại là theo thời gian. Và theo thời gian thì cũng có liên quan tới yếu tố tăng giảm ha. Mà bởi vì ở đây thì nó không có đối tượng để so sánh tỷ lệ tham dự. Cái này là đang nói về việc đi đến rạp chiếu phim cho tất cả nhóm tuổi tại Úc ha. Cái này là dạng nó tổng thể trên trên tổng dân số luôn đó. Là tất cả nhóm tuổi tỷ lệ đi rạp chiếu phim. Rồi cái này thì tỷ lệ nó đang nói về đơn vị là tỷ lệ ở đây. Sự việc là đơn vị là phần trăm dân số tham dự tổng số tuổi luôn nha, nghĩa là đang nói về phần trăm dân số nói chung đó đi đến rạp chiếu phim ha. Rồi, một cái đơn vị cái này thì đơn vị riêng ha, cái này thì là đang nói về số lần tới rạp trung bình, cũng tính theo tổng trên tổng dân số luôn đó. Là nó giống như mỗi năm là bao nhiêu á, bao nhiêu lần nè, còn đây là mỗi năm bao nhiêu phần trăm dân số đi nè, hiểu ha các bạn. Vậy thì cái này mình chỉ nói về xu hướng thôi nha, không không có so sánh nghe, coi chừng lộn đó. Tại vì hai cái này nó không có chung đơn vị, với lại nó không có chung cái nội dung đưa ra. Đây là nói về phần lượng người tham dự, ở đây là số lần tham dự nhớ nghe, coi chừng bị nhầm đó. Vậy thì đây là chỉ có xu hướng thôi rồi hai cái đều là xu hướng hết, mặc dù riêng cái này nhưng mà chỉ nói xu hướng thôi. Rồi cái này thì trúng đề chắc chắn rồi, trúng đề bốn đường luôn, nhưng mà thấy dễ ở không các bạn thấy không? Nó càng nhiều đường là cái mức độ biên độ nó càng ít. Ở đây thì nó lại nói về số lần nó lại nói là số lần đi đến rạp chiếu phim cũng theo mức trung bình giống như trên đây, nhưng mà là phân chia theo nhóm tuổi. Vậy thì ở đây có thể là giống như đây là số trung bình theo tổng dân số, số trung bình là trung bình số lần chứ đi đến rạp chiếu phim tính theo tổng dân số, rồi từ cái số trung bình theo tổng dân số này bắt đầu nó mới chia ra số trung bình của tổng nhóm tuổi chứ. Tổng nhóm tuổi thì cũng là dựa theo trên cái dân số đó. Rồi thì thầy nói là số lần trung bình
đi đến rạp chiếu phim tính theo tổng nhóm tuổi, rồi từ cái tổng nhóm tuổi này mới chia ra từng nhóm tuổi thì à bắt đầu nó mới phân chia ra theo từng nhóm tuổi thì bao nhiêu lần đó, các bạn hiểu ha. Đây giống như là số tổng, tại vì đây là số của số lần đến rạp chiếu phim của tổng nhóm tuổi, và đây là số chi tiết của nó, đây là số chi tiết của cái số tổng này. Vậy là có cái để mình nói rồi ha, từ số tổng này mình tách ra chi tiết. Thế nào nó cũng có sự liên đới với nhau à. Các bạn hiểu ha. Thế hôm nay 10.7 nè hả. Đây là số trung bình trên tổng tuổi nha các bạn. À, từ đây mới chi tiết ra. Rồi, cái này thì 11 nè, xích lên nè. 8 nè, tuột nè, 84 nó nhích lên nè. Có cái nhích lên thì có cái xuống à, để nó cho chị ra. Cái này 8.3. Đó, các bạn nhìn là biết à. Ở đây thì mình có nhóm là 14 đến 24, 25 đến 34, 35 đến 49, trên 50 tuổi. À, rồi, 50 cộng là 50 tuổi trở lên ha. Này 50 tuổi trở lên. Tại 49 này nè, 50 trở lên. Thì thế nào bài này nó cũng sẽ liên quan tới vấn đề các bạn phải nói các nhóm tuổi sẽ nhiều lần, và mình phải có cái hướng đổi chữ cho cái vấn đề về nhóm tuổi ha. Rồi đổi chữ như thế nào đó trong bài thầy ghi hết trơn rồi. Chắc hôm nay không kịp làm bài này quá. Đó, còn quá trời luôn này, thấy chưa các bạn, thấy một đống luôn nè. Rồi. Còn nhiều lắm. Nhưng mà cứ quan trọng là mình làm kỹ, mình nhớ ha, và tự mấy bà sao bạn làm được. Rồi vô. Mở bài ha. Rồi mở bài như cũ, cái này thì giản thôi, các bạn chút tự viết lại thôi. Thì mình dẫn tách ra là table và line chart thì thử sai cái chữ thông tin là được nè. À, đưa ra thông tin về việc tham dự rạp chiếu phim, có nghĩa là đi đến rạp chiếu phim đó. Tại Úc năm 1994 đến năm 2000. Tại vì hai cái cột này nó đều nói về việc là đi đến rạp chiếu phim hết đó các bạn. Có cái là hai cái loại biểu đồ này, một cái bảng nè với lại cái biểu đồ đường, nó đều chung nội dung là đi đến rạp chiếu phim. À. Có cái là đây là của tổng nhóm tuổi, ở đây thì của nhóm tuổi chi tiết thì tổng hay chi tiết như thế nào đó thì chút nữa mình sẽ nói ha. Còn đây là mở bài thì mình ghi câu chung trước. Thực ra là ngay cái tiêu đề là nó cũng giúp mình có được cái ý tưởng để viết cho cái mở bài rồi, đổi chữ thôi. À, table này craft thì đưa ra thông tin về việc đi đến cinema này nói chung nè. À, tại Úc thời gian ha, đó mình đổi chữ rồi là xong. Khỏe thế màu giống như cái lý thuyết mình ghi. Đưa ra thông tin về ha, các bạn đổi data gì đó cũng được. Data, detail gì đó cũng được. À, về việc là đi đến rạp chiếu phim ha. Thời gian. Hôm nay thầy đổi chữ ra nha các bạn. Này các bạn tự ghi nha. Và đương nhiên là overview thì mình sẽ tách hai video ra mình nói. Table, table trước nha. Rồi, table các bạn thấy như thế nào? Chỉ nói xu hướng thôi ha. Rồi, xu hướng thôi, rất đơn giản. Các bạn thấy làm sao? Có phải là nó tăng rồi sau đó ổn định? À, hoặc là... À, ổn định luôn cũng được. Nó tăng này tăng nhẹ à. Rồi ổn định. Thôi, mình đưa ra xu hướng chung là ổn định luôn. Tại vì cái này là cũng sắp xỉ 70 rồi. À, nó tăng nhẹ lên rồi ổn định. À, nó giống như kiểu cái đường gì nè. Nó vừa tăng lên rồi... đều luôn. Nó cũng na ná như vậy. Nó giống như đây là tăng lên rồi đều luôn. Thành ra là mình có thể tổng quát nó về hướng ổn định vẫn được nhé. Các bạn hiểu cái này đúng không? À, nó có một thời điểm nó hơi bị thấp thôi. Sau đó thì lại tăng lên rồi và ổn định. Rồi tổng chu kỳ. Nó tăng lên nhẹ rồi ổn định. Thì tổng chu kỳ mình đưa ra một cái hướng là khá ổn định ha.
ổn định hoặc khá ổn định đều được. Ở dưới thì giảm nha các bạn ha. Tăng nhẹ nhưng mà cũng coi như ổn định rồi sau đó giảm, và đa số là cái hướng này nó giảm rất là nhiều. Đúng là cái chỗ này thì nó ổn định 3 năm sau, nhưng mà các bạn vẽ ra thì nó lại có cái hướng là giảm rồi nó giữ đều. Vì thế nó có hai thời điểm giảm nè, hoặc là giá trị nó cao rồi nó giảm mạnh nè, rồi sau đó nó mới đều. Vì vậy thầy sẽ tính cái này đó là giảm ha. Tại vì có hai cái giá trị cao rồi nó giảm mạnh xuống à, rồi sau đó nó mới đều. Còn đây là một cái giá trị thấp nhưng mà nó gần với cái này. Đấy, thầm gần 70 thì đó. Xích lên xíu rồi ổn luôn. Một câu rất đơn giản ha các bạn. À, tỷ lệ phần trăm dân số đi rạp chiếu phim duy trì ổn định qua chu kỳ được thể hiện. À, trong khi đó thì số lần trung bình đến rạp thì giảm nhẹ. Rồi, ngữ pháp gì đó các bạn chúng nó tự ghi ha. Đây là có ghi hết rồi. Chúng nó các bạn tự ghi ha. Đó. Và đương nhiên mình sẽ nói đến biểu đồ đường. Rồi đây, biểu đồ đường ha. Biểu đồ đường thì thế nào cũng sẽ có hai ý, đó là so sánh và xu hướng. À, so sánh và xu hướng, thầy đọc luôn ha. Tính theo diện tổng thể thì tỷ lệ trung bình đến rạp chiếu phim của 4 nhóm tuổi đều giảm. Tuy nhiên, số liệu cho nhóm 14-20 là cao nhất, thanh thiếu niên đó. Đây. Nếu tính theo xu hướng chung thì rõ ràng nó giảm nè. Cái này nó có tăng nhẹ. Thực ra là nó dính theo cái này rồi nè. Nó dính theo cái này rồi nè các bạn. Nó có tăng nhẹ. Nó đều đều. Nó. Nhưng mà sau đó thì giảm xuống và giữ luôn. Đó, đúng rồi cái này nè. Các bạn nhìn ra cái tổng thể biểu đồ nè. Là giảm hay là giảm nhẹ cũng được. Rồi các bạn cho chữ giảm nha. Rồi giảm. Nó hơi bị nhiều, cũng hơi nhiều á. Rồi giảm ha. Còn so sánh thì sao? Quá dễ luôn. Đối tượng đầu là cao nhất. Nó giống như cái bài này. Đó. Thì các bạn nói ha, nó giống y chang lý thuyết luôn. Không có khác gì luôn nè. Đó, các bạn nói một cái là cao nhất. Hoặc là cao hơn tất cả, cao nhất hoặc cao hơn các đường còn lại. Tại vì ở đây nó tới 4 đường lần, cho nên một là các bạn ghi cao nhất luôn, không nói gì nữa. Hai là cao hơn các đường còn lại. Rồi, các bạn hiểu vấn đề rồi ha. Còn ngữ pháp viết gì trong đây có sẵn các bạn cứ viết đi. Cứ viết đi ha. Rồi viết tới đây, bạn nào gửi thì cứ gửi. Rồi xong thì đợi các bạn viết xong một chút rồi thầy mới đọc cái ngữ pháp trong đây. Tại vì mình biết rồi cho nên thầy khoan đọc trước thì giá nó biết luôn rồi. Các bạn biết luôn rồi, giờ là cứ nhìn đọc từ cứ viết từ từ rồi nhìn theo viết từ từ ra câu rồi hẳn nhìn theo cái ngữ pháp ví dụ của thầy đưa ra nhé. Ngữ pháp viết hay là câu viết ví dụ của thầy đưa ra. Rồi làm đi các bạn. Xong đi rồi thầy mới giảng đến ví dụ cho các bạn nắm. Để các bạn đối chiếu lại những câu mình đã viết. Rồi mình qua body one ha. Nè, có mấy cái thì chưa ghi ví dụ hết nè. Nhiều lắm nha. Thầy ghi như vậy thì thôi chứ thật ra nó giống nhau á. Cho nên thầy mới ghi trước thì thôi, còn lại thầy bổ sung để up the roof ha. Chứ các bạn biết, thầy biết các bạn biết là thầy sẽ viết gì rồi. Tại nó giống nhau hết, có một kiểu viết thôi. Rồi viết cho thầy mở bài đến hết cái overview luôn ha. Mà nào nộp cứ nộp nha. Rồi xong là qua thương bài số 1.
Và bạn nào ghi cứ ghi ha, ghi đi chuẩn bị tiếp nè. Nhắc dư giờ mà. Ừ. Chắc mình làm bài này được rồi, ha, làm nữa không kịp. Thôi làm đi các bạn. Cái này bé Nhi nên em nên ghi theo trình tự á, giống như cái thầy bộ trước thì ghi thầy bộ á. Cái thầy bộ trước cứ ghi thầy bộ nhé. Người ta về giám khảo dễ theo dõi hơn. General Standard Population. Population có chữ D, the population. Attending the cinema. Có D luôn nhé. Remains to the over a period mean quite a viewpoint. Cái visit và frequency nó cũng tương đương nhau nha. Em chỉ xài visit thôi. Hoặc là frequency levels gì đó cũng được. Một cái thôi. Frequency bản thân nó cũng là danh từ, nó đồng nghĩa chữ visit. Hoặc là frequency levels cũng được. Nói chung nghĩa nha. Giờ đúng rồi. Slightly reduced is also evident from the graph that on this downward. Cái A group này thì em ghi danh từ hay gì rồi? Đừng ghi đi ha. Nếu mà mình nói là nhóm tổ thì mình gọi là A group thôi. Còn AED này là dạng giống như là tính từ để liệt kê tuổi vậy đó. Ví dụ như là people age 14 gì đó. Chỉnh nha, coi chừng miệng đó chính tả đó. Về từ vựng luôn đó. Age group thì mình chỉ xài age danh từ thôi. The data. Rồi. Thử cái này em bé pha cũng chỉnh ha. Frequency frequency hoặc là visit thôi. The number of visits cũng đỡ. Hoặc là visit thôi được rồi. Experience rate of seeing. Cái này không nói về khán giả ha. Rồi. Sorry, có, ok. Cái tỷ lệ của Inon for Asian. Rồi, đúng rồi. Có khúc khúc mà dân số. The figure for Jose. Rồi, chính xác. Và bạn nào nộp cứ nộp ha, tiếp tục luôn nè. Thân bài 1, à quên, để liệt kê lại. Và cái table thầy nói ha, là tỷ lệ phần trăm dân số đi đến cinema thì duy trì ổn định ha, thông qua chu kỳ đó. Trong khi đó thì cái số lần mà đi rạp chiếu phim thì cho ta thấy cái giảm nhẹ ha. Ở đây cũng vậy, là figure 4 cũng giống như vậy luôn ha, là số lần tham dự trung bình. Đó, cái này thầy xài sự việc ha, việc đi cinema ở dân số. Còn đây liệt kê ha, có một sự ổn định. Rồi, nói chung từ vựng thầy có cho trên đó hết. Cái từ vựng ổn định bên trên nó nhiều lắm. Để thầy khai thác là thầy đưa lại qua cái bài thiếu thốn của mình là bài bài này ha. Coi chứ nó còn thiếu thốn từ vựng. Rồi, có một sự ổn định trong việc nếu mà mình liệt kê xu hướng thì mình có thể nói là có một xu hướng gì đó trong sự việc cũng được. Hoặc là trong cái
đơn vị cụ thể, đơn vị cụ thể tỷ lệ phần trăm của ai đó cũng được luôn ha. Nó cách liệt kê mà theo cái dạng danh từ liệt kê ra là có một sự tăng giảm trong sự việc hoặc là trong cái đơn vị cụ thể. Trong khi đó thì một cái rất nhẹ ha, inconsiderable là nhẹ đó các bạn, không đáng kể, thì được thấy đó, một cách nói theo kiểu bị động đó, thay vì mình nói là cái số, thay vì mình nói là cái đơn vị này giảm đúng không, hay là cho thấy giảm đúng không, thì mình đảo ngược lại là cái đơn, cái sự giảm này thì được thấy tại cái đơn vị này, nó một cái giảm được thấy hay là được thông báo, được báo cáo tại cái đơn vị này, hay là được witness, được làm chứng gì đó cũng được. Rồi biểu đồ đường thì biết rồi ha. Tỷ lệ tham dự trung bình ở cả bốn nhóm tuổi thì giảm, nhưng mà số liệu cho các người ở tuổi này thì cao nhất, hay là chiếm cao nhất cũng được. Rồi cái này thì nãy thì nói rồi, nó giống ha. Này bị động này, một cái này thì được báo cáo hay là được thấy ha, ở tỷ lệ này. Rồi thông bài số 1. Liệt kê giá trị, đương nhiên là liệt kê thời điểm đầu tiên. Rồi đương nhiên từ trên xuống dưới. Thời điểm đầu tiên thì có 67% là dân số, 67% dân số cả nước là đi coi phim ha, tại ra thì trong đó là có cái số lần trung bình là 10.7 lần. Rồi sau đó mình sẽ liệt kê ra từng cái bên dưới, từng nhóm tuổi ha, đây thầy có ghi luôn. Thì năm 1994 thì 67% người Australia đi đến rạp chiếu phim nè. Khai thác luôn số lần là bao nhiêu lần đó, đi đến rạp chiếu phim bao nhiêu lần đó. Tính theo số tổng trước ha. Nó có cái hay trên đây, anh mình được một cái hay là đây là nó có sự liên đới với bên dưới nè, nó giúp cho mình có ý tưởng để mình nói một cách có liên kết giữa các giá trị của hai biểu đồ với nhau nè. Thấy chưa, có cái điểm hay vô đó nè. 67% người Australia đến rạp khoảng 10.7 lần theo trung bình nè. Trung bình một năm nè. Thì từ đó bắt đầu mình liệt kê chi tiết ra nè, nó cái điểm hay vô đó đó. Ở trên là tổng cho cái chi tiết bên dưới ha. Thì người 14 tuổi là cao nhất đúng không? Rất là dễ. Người 14 đến 24 tuổi là có bao nhiêu lần đi. Thay vì mình nói là đi bao nhiêu lần đúng không? Thì mình nói là có bao nhiêu lần cũng được. Rồi trong khi đó số liệu cho ba nhóm tuổi khác thì thấp hơn. Đây thầy, cái này thầy kết hợp cái chữ trong khi luôn. Là đối chiếu với so sánh luôn nè. Y chang cái bài lý thuyết luôn. Cho nó nằm trong một câu á, cho nó kết nối với nhau. Trong khi đó thì số liệu cho ba nhóm tuổi khác thì thấp hơn. Chỉ mình không cần phải nói hết nha. Nếu mà giá trị mình gom lại được thì mình gom luôn. Nè, ở đây thì nó cao vượt trội cho nên mình ghi ra. Ở đây thì 10 và thấp hơn, không cần nói chi tiết nha. Càng nhiều đường thì thường nó sẽ càng gom lại và mình có thể tổng quát được, không nhất thiết nói hết nha. 10 và ít hơn. Rất là đơn giản. Đó, các bạn thấy chưa? Một câu vậy là đã đủ kết nối rồi đó. Rồi ngữ pháp từ vựng thì trong đây có sẵn luôn. Rồi, chắc viết từ từ đi. Các bạn viết từ từ đi ha. Tại vì cái này tuy nó dễ nhưng mà nó phải có sự kết nối của bên trên, bên dưới một cách rõ ràng ha. Bao nhiêu phần trăm dân số thời điểm này, bao nhiêu phần trăm dân số đi, cụ thể bao nhiêu lần, và từ số lần này có một cái chi tiết là số lần bên dưới ha, có sự kết nối với nhau. Rồi, làm thử đi các bạn. Cứ ghi cái đầu tiên trước đi ha. Ai nộp cứ nộp bình thường.
Rồi tiếp theo ha các bạn. Các bạn cứ ghi ghi từ từ thôi, ghi từ từ cho nó quen. Không thể nói bài còn cả đống luôn á, hôm nay mà làm thêm bài nữa là các bạn đuối nè. Đó, thấy chưa? Cái dòng mà làm bài ngồi tư duy cho nó mệt lắm. Một đống nữa nè, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Cái này là thầy chỉ mới ghi gợi ý thôi, chứ nếu mà tách ra còn một đống nữa. Nhưng mà nó lại trùng với cái vụ là visitor. Đi đến khu vực kia là đi xem phim, đi đến khu vực của châu Âu rồi. Đề 21, hồi dịch nữa. Nhưng mà rất là dễ, cái đề này dễ rồi. Đi đến núi này. Thực ra cái bài về cinema revisit hơi bị nhiều quá. Các bạn vận dụng. Để thầy mốt thầy kiếm mấy cái đề cũ mà nó có chung y chang cái kiểu này. Gọi là chung chủ đề, các bạn xài lại từ vựng rất là khỏe nha. Rồi qua tiếp theo các bạn. Thầy đọc tiếp luôn ha. Giờ về thì câu này cũng đơn giản thôi, cũng xoay quanh đó là câu chủ động, câu bị động và hầu như các bạn là biết cái này rồi. Năm 94 thì 67% người tại Australia là đi đến cinema 17 lần, 10.7 lần. Rồi cái với sao thì giống rồi ha. Hay là tỷ lệ phần trăm người tại Australia là cái người mà đi đến cinema 17 lần á là 67. Ở 67 là tỷ lệ phần trăm, hoặc là có 67% ha. Rồi còn lại thì mấy cái câu sau là thầy đổi ngữ pháp thôi, không có gì hết, giữ nguyên ý ha. Có một ý thôi nha. Rồi liệt kê giá trị giữa giai đoạn hay là giữa chu kỳ cũng được, thì dùng xu hướng và thầy xài là từ năm 199 năm 1994 đến năm 1998. Rồi năm 1994 năm 1998 đây. À tới đây luôn ha, thầy chọn luôn cái này. Rồi năm 1994 thì 1998 thì có phải là cái số phần trăm dân số mà đi rạp chiếu phim thì tăng ha. Tới đây là đã tăng rồi, nhưng mà mình có thể kéo qua đây luôn là tăng tới đây luôn ha. Rồi sau đó là ổn định luôn đó các bạn, tăng ha. Rồi tăng và cái này là thầy đọc đây cho đầy đủ nè. Mặc dù tỷ lệ đến rạp chiếu phim là tăng khoảng này thì dịch là tăng trên lệch đó, tăng trên lệch khoảng 5% nhưng số lần trung bình thì giảm còn 8.3 là đây các bạn thấy chưa. Đó thầy chọn cái này là nó có cái, mặc dù nó không vẽ ra cái đường nhưng mà các bạn có thể nhìn từ cái số liệu và đối chiếu cái đường đây là thấy rồi. Đó, đúng không? Tới đây thì số phần dân số thì nó tăng đúng, nhưng mà cái số lần mà để đi rạp chiếu phim thì giảm. Đấy chưa? Giảm rồi sau đó vẫn ổn định ha. Thì giảm. Rất là rõ ha các bạn. Ở đây cũng vậy, mình nhìn thấy không? Nó có tăng nhẹ lên nhưng mà sau đó nó giảm mạnh ha. Nó xài mặc dù nè, các bạn có thể xài ngữ pháp này. Mặc dù tỷ lệ đến rạp là tăng trên lệch khoảng 5, mà tăng thêm 5 á, nhưng số lần trung bình thì giảm còn 8.3. Rồi đương nhiên mình sẽ đối chiếu xuống cái nhóm tuổi luôn là có một sự giảm bệnh ở nhóm tuổi 12 đến 24 là cái là khoảng 7 lần. Rồi cái này thì giảm xuống, hầu như tất cả giảm hết nha các bạn. Đúng rồi, giảm hết luôn. Giảm xuống 7 lần. Giảm xuống còn 7 lần chứ, giảm xuống còn 7 lần. Rồi các nhóm tuổi còn lại cũng giảm luôn. Còn cũng giảm luôn ha. Thì nói chung là đều giảm hết. Nhưng mà thầy có một cái ngữ pháp mới, cái này chắc thầy chỉ luôn nè. Có một cái ngữ pháp mới, một cách viết mới, từ vựng mới, follow by, tiếp nối bởi. Đây là cái mà để cho mình tránh trùng cái trường hợp mà sử dụng cái chữ tuy nhiên, tránh trùng cái trường hợp mình sử dụng cái chữ tuy nhiên nhiều quá. Tiếp nối bởi, đúng không? Thầy đọc tiếng Anh luôn ha. Có một cái sự giảm trong cái nhóm tuổi này xuống còn 7 lần.
Và tiếp nối bởi mấy cái kia cũng giảm luôn đúng không? Rồi. Vậy thì nhưng mà nhớ xài danh từ nha, tiếp nối bởi danh từ là một cái giảm tương đương ha, cũng ở mỗi nhóm tụ còn lại. Và như thầy nói thì đối với một cái bài biểu đồ không nhất thiết là các bạn phải kể hết tất cả giá trị ha, không nhất thiết là mà phải kể hết tất cả giá trị, cho nên là cái nào mà giá trị nó bị rườm quá hay là mình khó nói thì không cần nói cũng được, cứ nói giá trị cái nào nổi bật là được ha. Thì rõ ràng là cái đầu tiên là nó nổi bật, là một cái đại diện, một cái nổi bật nhất thì cứ nói giá trị, sau đó mấy cái còn lại thì các bạn không cần nói cũng được nếu mà trường hợp nó nhiều quá ha. Ừ. Tại nói thì giá trị nó hơi bị thừa nè, tại vì đây cho nên mình nói là 6 rồi ở đây là 5. À cũng được nha, nếu mà các bạn muốn nói cũng được thì một cái 6 với một hai cái còn lại là bằng 5 cũng được ha. Đồng 5. Nếu mà muốn ghi ghi ra. Thì các bạn biết rồi, đối với bài biểu đồ không nhất thiết kể hết nha. À, tại thấy nó nhiều khúc này quá cho nên là tôi rút gọn lại. Vậy thì thực ra là nó cũng không có cái gì phức tạp ha. Mình cứ tách ra hai cái mình nói. Thì đọc lại ha. Từ năm 1994 đến năm 1998 thì mặc dù tỷ lệ tham dự là tăng chênh lệch nè 5%, nhưng mà số lần tham dự, số lần đi đến chỗ đó thì giảm xuống còn là 8.3. Và có một cái giảm mạnh ở nhóm tuổi này đến bao nhiêu? Tiếp nói bởi. Cũng là giảm tương đương ha. Ở mỗi nhóm tuổi còn lại. Rất rõ ha, cái này chắc để thầy đọc luôn cho các bạn làm luôn là. Và đến body 2 là liệt kê giá trị sau năm 1998 dùng xu hướng. Sau năm 1998 thì tỷ lệ đi đến rạp ha, và cường độ. Đợi xíu. À, ở trên đây á. À, tỷ lệ phần trăm dân số tham dự, rồi tỷ lệ tham dự cũng được, ok, tỷ lệ tham dự và số lần đi ha, cường độ đó, số lần đến. Rồi, thầy ghi như vậy đi cho các bạn dễ hiểu ha. Có nghĩa là tỷ lệ tham dự hay là tỷ lệ đi đến rạp á, và mức độ thường xuyên ha đến rạp ở người Úc là duy trì ổn định, đúng rồi mới nói từ năm 1998, từ năm 1998 đến năm 2002 thì rõ ràng tất cả đều ổn định hết à. Cho nên là mình gom lại được này, một câu rất là dễ. À, các tỷ lệ tham dự ha. Các tỷ lệ tham dự và mức độ thường xuyên. À. Nói về xu hướng thì mình sẽ rate bình thường. Ừ. Là của người bị ổn định. Rồi trong đây có sẵn các bạn đưa ra ha. Và đương nhiên mình sẽ nói về cái chi tiết. À, chung là các bạn giờ phải ghi lại nhé. Chi tiết thì rồi chi tiết thì sao các bạn? Có phải là nó giống lý thuyết nữa đúng không? Là cái nhóm tuổi 10 thanh thiếu niên 14 đến 24 thì duy trì cao à, rất giống bài cũ duy trì cao, xài lại được cái này nè. À, tất cả ổn định hết á, nhưng mà mình vẫn phải khai thác chút xíu duy trì cao ha. Trong khi đó thì như thế nào? Rồi. Cái này thì thầy vẫn sẽ khai thác cái giá trị chút xíu, chủ yếu là năm cuối luôn ha, tại vì rõ ràng là nó à mình tính tới năm cuối luôn, là cái này là duy trì cao ha. Các bạn muốn ghi rõ luôn là mức 10 cũng được, ở mức 10 cũng được. At 10 visits cũng được ha, các bạn ghi ra luôn cũng được. Và đương nhiên ở bên dưới thì nó hơi khác biệt một chút xíu, nó thay đổi chút xíu, tại vì rõ ràng là từ cái năm
Tại cái năm 1998 thì nó chia ra ha, rồi. Chỉ có giá trị hai bên dưới để cùng với nhau, hai cái nhóm tuổi này để cùng với nhau. Tuy nhiên qua tới năm cuối cùng thì cái thứ nhì và cái thứ ba lại cùng với nhau, và cái nhóm cuối 39, 35, 49 á, cái người mình đi làm á, thì họ lại ít nhất. Đó, nó có thay đổi một chút đó ha các bạn, cho nên cái ý này là thầy nói rõ một chút. Đây, thầy nói rõ một chút ha. Rồi, trong khi đó thì số lần đi bởi các nhóm còn lại thì có thay đổi. Nè, thầy nói cụ thể nè. Có cùng 8 lần đến rạp ở hai cái nhóm tuổi này. Nó ha, có thay đổi đó. Nhưng những người 45, 35 đến 49 tuổi thì vẫn chiếm số liệu thấp nhất. Chỉ hơn 5 lần. Đó. Thì nói chung là cách liệt kê này là thầy đi theo hướng thì nó khác biệt, nhưng nó theo hướng là giống bài cũ nè, là cái chỗ này là bất ổn là mình liệt kê giá trị ra đúng không, và cái liệt kê cái cuối ra đúng không, thì ở đây thầy cũng liệt kê ra ha, mặc dù không bất ổn nhưng mà thầy nói về sự thay đổi. Rõ ràng thì ở đây là nhất hai cái dưới thì nó bằng nhau, nhưng mà qua đây thì cái giữa và cái ba thì lại bằng nhau, cái cuối thì thảo thấp nhất. Rồi các bạn hiểu ha. Rồi thầy đọc lại một lần nữa ha, rồi các bạn cứ ngồi viết cho thầy, chưa hết giờ mà. Cứ ngồi viết luôn tới body 2 ha, ai nộp cứ nộp bình thường. Rồi thầy đọc lại body 2 ha. Vậy thì là chúc các bạn viết luôn cái này nghe. Thầy còn sẽ ghi thêm ví dụ đó. Body 2 thầy nói lại ha, nó rất là giống lý thuyết. Là sau năm 1998 thì tỷ lệ tham dự ở mức độ thường xuyên đến rạp thì duy trì ở mức ổn định. Đây. Ổn định cả hai bên trên, mình gồm một câu. Bên dưới thì đường trên vẫn duy trì cao, chính xác. Rất giống cái lý thuyết luôn ha, duy trì cao. Nè, có thể thấy ở biểu đồ rằng á, câu này là thầy ghi để tránh mình bớt lại cái cách dùng, biết không? Có thể thấy ở biểu đồ là để tránh cho các bạn bị trùng chữ với cái chữ detail á, chi tiết á, in detail mình ghi nhiều quá. Có thể thấy rằng là số liệu cho người ở nhóm tuổi này duy trì mức cao ha, trong khi đó số lần đi bởi các nhóm khác thì có thay đổi, như thầy nói có sự thay đổi ha. Cụ thể là cùng 8 lần đến rạp bởi hai nhóm người tuổi này, nhưng mà những người ở 35 đến 49 thì chiếm thấp nhất. Cái thấp nhất cũng là cái nổi bật đó, các bạn có thể khai thác luôn với bao nhiêu lần. Thấp nhất mất bao nhiêu lần ha. Rồi các bạn làm đi, còn câu viết thì có sẵn rồi. Rồi làm đi ha, các bạn cứ làm đi, ai nào cứ nộp thầy sửa nè. Năm 1994, 64% citizen. Còn nãy giờ thầy quên nói cái vụ nhóm tuổi ha. Để thầy đọc luôn cái nhóm tuổi, nãy giờ thầy quên rồi. Đây nè, cái người bao nhiêu tuổi các bạn nhớ khai thác nha. Người people age 18, 14, 24 hay là child age cũng được. Hoặc là the 18, 24 gạch ngang ha. Year old hay là người ha các bạn, người theo nhóm tuổi đó. People của nhóm này hay là nhóm tuổi này. Cứ như đây trước ha. Còn nữa nhưng mà cứ như đây trước đi. Rồi, nhì với ok rồi đó. Rồi các bạn còn lại viết đi ha.
Viết tới thân bài 2 luôn.
After the rise of eternal reconciliation among Australian, the matter near Australians remain stable in terms of data for À, mình không gọi là people tuổi này là giữ cao ha, số liệu của người này mới đúng nha. Ừ, vẫn là số liệu của nó là cao ha, chứ phải người này là giữ cao ha. À, tại vì nó cũng là đang nói về số lần mà, số liệu của số liệu cho ha, cái nhóm này là cao. So the đó, cái này em có xài đâu shop. Just growing considerably to rock the seven the other age really went to the move went to the movie theater nghe. Chứ phải the movie ha. Go to the movie. Hình như để coi lại biết có cái to the movie không. To the movie theater ha. Hay là em xài là watch movie, nó sẽ watch movie at the theater. Cũng khác vậy. Spend time watching movie gì đó. Rồi đúng rồi. Rồi thôi tới đây rồi ha các bạn. Còn gì nữa các bạn cứ nộp cho thầy ha. Cứ nộp cho thầy nhé. Rồi ngày mai thì thầy đang coi là một, mình sẽ học tiếp phần 3 của phần speaking, hoàn chỉnh luôn, tại tuần trước là thầy kẹt kiểm tra. Hai là mình sẽ làm tiếp một cái bài biểu đồ ha. Là còn rất là nhiều nha các bạn. Cái đại đề này mình chưa làm đó nè. Đối chiếu và làm bài này luôn là nó còn nhiều lắm nha. Thì nếu mà ngày mai làm này thì cho các em thử sức luôn. Thầy không có chưa có ghi ha, cho các bạn vận dụng lại để các bạn làm thử. Hai là mình làm phần 3 thì kịp. Nói chung thì kịp cái nào thì mình làm cái đó luôn. Tại vì nhắc trước là còn rất nhiều. Thậm chí là có những cái mistrap này thầy đang lọc ra nữa cho các bạn làm thêm nữa nè. Chưa có gợi ý luôn này cho các bạn thử làm luôn ha. Nhiều lắm nha các bạn. Rồi, tới đây rồi ha các bạn. Xong rồi đó. Chào các bạn.